Ok, thì mình đã test thử rồi nha mọi người. Mình vô nước và tại vì cái nắp này mình dặn nó không kín nè, nó không có giữ kín hao được nha mọi người. Mình dặn vô mình thấy không được á, mình lấy cái bọc. Mình bọc lại cho nó kín cái mặt trên nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ test cho mọi người xem nè. Đây, mình cho nước chảy ra nè. Đang hút hơi nè. Đó. Rồi mình sẽ đậy lại nha. Đó, ngưng rồi đó. Nước nó lên bằng cái mặt trên đây, nó bít bít cái ống co ống 27 này lại là nó bằng cái mặt nha mọi người. Đây. Đó, mực nước lên tới đó là đứng rồi nha. Một lát nữa là mình lấy ra mình cắt thành cái cho nó sát xuống nha, cắt cho nó sát xuống rồi cái mình sẽ tạo cái ấy cho nó rộng ra cho cái mỏ con gà nó tọt vô nó uống nước được nha mọi người. Đó, vậy là ok rồi nè, nó kín hơi hết là nó tới đây là nó ngưng nè. Y như là để mình gỡ cái này ra nha, gỡ cái nấm này ra là y như là con gà uống nước, là nó hết nước ở trong cái mấy cái ống này nha. Đó rồi bên đây xe nó sẽ hút hút nước ra nè. Đó. Đó. Đó, nó đang hút nước lên á. Đó. Đó, nó đầy rồi đó, là nó ngưng rồi nè. Đó, nó giữ mực nước bằng mặt ống nha. Khi mà nó kín hơi á là nó hết chảy ra rồi, hết chảy ra nữa. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cắt ống nha, tạo cái phễu để cho cái con gà nó tọt cái mỏ vô nó uống nước nha. Ok, thì mình cũng đã ráp xong rồi nha mọi người. Mới vừa tạo cái phễu xong. Cái này vừa với cái mỏ của gà nha mọi người. Cho nó đút mỏ vô đây nó uống. Mình cũng đang châm nước vô cái bồn nè. Thì mình sử dụng cái bồn 20 lít nha. Ở trên này thì mình dán keo kính lại nha mọi người. Cái nắp này nó đồ cũ mà, nên là nó không có kính á. Thì mình làm luôn cái van trên đây. Qua lại chạy nước vô, cái gì mình khóa lại nha. Đó, khóa lại cái là nó kín lại. Đó, chờ bây giờ chờ nước đầy là mình sẽ mở qua cho mọi người cùng xem nha. Rồi ok, thì nước cũng mình xả cũng gần đầy bình rồi nha. Bây giờ mình sẽ khóa cái van lại nha, khóa cái van này lại nè cho nó kín hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái van này ra. Đó, nước nó sẽ ra. Đây, rồi nó ra tới đây là nó sẽ ngưng nha mọi người. Đây thì vừa với cái miệng con gà nè. Đó, mỗi khi con gà uống á, gà uống hết nó sẽ tự chảy ra nha. Đây nè, để mình gỡ ra cho mọi người xem. Đó. Đó. Đó, rồi. Nó cũng dừng tới cái mực này thôi nha. Cái này mình làm á, cái này dài xuống biết sao mọi người. Cái này lúc mà con gà nó uống á, đi ăn ở ngoài á là nó dính cát đất nữa, là nó uống vô cát đó, nó sẽ lắng xuống đây nha mọi người, nó sẽ lắng xuống đây nha. Bên đây cũng vậy đó. Cái này là mình có thể mình gỡ ra nè, mình gỡ nó ra, mình xúc rửa cát đất rồi nha, là cát nó không có ở trên mặt này, nó lắng xuống ở dưới hết, nó sẽ không có gây bệnh cho gà nha mọi người. Mình làm chủ yếu cái này là cho con gà nó sức khỏe nó tốt nha,
Còn mấy cái loại máng kia, máng thông thường á, là nó ăn thì nó uống, lúc nó uống thì cát đất đóng xung quanh cái vành á, là nó tại vì nó cạn nên là nó cũng ăn cát ăn đất rồi đó, là nó sẽ bị bệnh nha. Đó, mọi người thấy không? Nó sẽ chảy ra. Mình khi mà mình đóng lại là nó dừng tới đây là nó ngưng nè. Đó. Cũng giống như con gà nó uống thôi nha. Cái này mình có thể mình áp dụng vô cái mô hình chuồng trại lớn nha mọi người. Đây, ví dụ mình định làm cho cái dàn chuồng cho của mình nha mọi người. Đây mấy chuồng gà đây nè. Mỗi mỗi chuồng thì một ô như vậy á. Đây, ví dụ là một chuồng một cái tê như một cái tê như thế này nha mọi người. Dài ra. Đó. Thì nó sẽ tiết kiệm thời gian của mình nha. Quan trọng là mình làm để tiết kiệm thời gian của mình. Đó, có khi nào mình đi chơi đi du lịch này kia kia nọ mà không có thời gian mà để cho gà uống nước nha mọi người. Thì mình làm một cái bồn khoảng 20 lít, nó uống khoảng tầm mấy ngày trời á mọi người mới hết được cái bình này. Nó chứa được nhiều nước hơn nha mọi người. Thay vì ngày nào mình cũng đi châm nước cho gà uống thì hôm nay mình làm cái này để chừng nào hết cái bờ hết hết cái bồn này thì mình mới chăm nữa nha. Đó. Rồi, ok. Thì video của mình đến đây là kết thúc nha. Mọi người thấy hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Bye bye.